Alo, alo, xin chào các bạn, mình là Khoa Trần đây. Mình đến từ kênh Tự Học Digital Marketing. Thì tiếp chuỗi video hôm trước mình có chia sẻ về tổng quan về Google Web Consult hay gọi là Google Web Master Tool. Thì ở trong video lần này mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn là hướng dẫn các bạn chi tiết là lý do trang không được lập chỉ mục và làm cách nào để mình có thể khắc được phục được trang không lập chỉ mục như thế. Thì ở trong video lần này mình sẽ dẫn các bạn cụ thể hơn, đúng nào? Nếu mà các bạn nào mà đã xem những cái video hôm trước của mình ấy thì sẽ thấy là mình đã chia sẻ tổng quan lại cho tất cả các bạn biết là những cái mà cần thiết ở trong Google Consult, những cái chỉ số quan trọng để mà các bạn khi mà các bạn làm SEO hay làm web ấy, các bạn cần những cái chỉ số này để phân tích, thì các bạn sẽ rất cần những cái thống kê của cái đến từ web Google Web còn Master Tool này nhé. Thì khi mà các bạn làm SEO ấy thì có những lý do mà website của mình không được lập chỉ mục, ví dụ như thể là bị loại trừ khỏi thẻ No Index này, trang có lệnh chuyển hướng này, trang thay thế có chính tắc này, không tìm thấy 404, rất nhiều lỗi đúng không nhỉ? Đã thu thập dữ liệu điện chưa được lập chỉ mục. Thì làm thế nào để khắc phục được cái tình trạng này? Thì các bạn khi mà các bạn thấy lỗi ấy, thì các bạn đừng có lo lắng nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn từng cái cụ thể để các bạn có thể khắc phục được cho cái website của mình. Và bây giờ để mà khắc phục lỗi thứ nhất, các bạn để ý ở đây này, các bạn thấy là cái thẻ này hiện không đang không được liên kết được được lập chỉ mục, đúng không nào? Thì mình kích vào là xem những cái thẻ nào đã chưa được lập chỉ mục nhé. Đây, hiện tại mình có cái website hgchomet này .vn này, thì đây là những cái đường link mà chưa được lập chỉ mục. Thì đây các bạn để ý là hầu như là đều là những cái đường link mà nó thiếu 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 cái đường dẫn cụ thể, đúng không nào? Google tắc thì mình có thể kiểm tra nhé. Đó, ra những cái đường link như thế này. Các bạn trước khi mà để thực hiện xóa hay là mình xem về website ấy, thì mình cũng nên xem lại để xem cái đường link ấy là còn sống hay đã chết, thì mình sẽ xóa nhé. Đó, thì các bạn để ý ở đây là thấy là các đường link này hiện tại là đang không được nó các bao gồm các Google tắc nhưng mà không hiển thị, không không cần lập chỉ mục để mà index, đúng không nào? Thì mình xóa đi. Thì bây giờ các bạn vào mở thêm cho mình một cái tab nữa là sắp xóa URL. Đó. Rồi, các bạn quay lại những cái đường link mà các bạn không cần lập chỉ mục ấy, thì các bạn copy cái link này vào xóa URL nhé, ấn yêu cầu mới rồi bấm xóa xóa cái URL này đi để mà mình thực hiện xóa gửi gửi cho Google Web Master Tool để mà xóa cái URL này. Tiếp theo rồi các bạn có những cái đường link này không cần thì mình cũng có thể xóa đi. Thì sau khi mà các bạn thực hiện xóa như thế này ấy, thì sau một thời gian thì Google nó sẽ không thông báo là sẽ những cái đường link này sẽ index nữa, thì mình sẽ nhìn nó sẽ sạch sạch sẽ hơn cho cái website của mình, đúng không nào? Đây nó chỉ là những cái thẻ tắc thôi mà mình không cần nó index. Đấy. Thì mình bấm vào yêu cầu gửi. Đó. Mình bấm một loạt luôn nhé. Thì các bạn cứ làm lần lượt ở những cái này. Đó. Rồi vào mục 2. Cũng cái này mình xóa chưa? Thì cái hai mình xóa rồi, đúng không nào? Mình vào tiêu chuẩn. Thì các bạn cứ thực hiện lần lượt thì sẽ xóa được hết thôi, gửi yêu cầu. Đó. Nào, tiếp đến những cái này
Mình có thể, những cái đường link này đều là những cái mà không cần phải Google Index thì mình cứ thực hiện xóa thôi. Đấy. Đấy, mình xem cái IS33 này. Shopview list Google Stock. Nó vẫn như vậy đúng không nào? Nó vẫn như trên. Vẫn như trên đúng không nào? Thì mình chỉ cần xóa một cái là được rồi. Đó, tiếp theo mục này mình cũng thực hiện xóa luôn. Đó. Các bạn cứ gửi yêu cầu lần lượt hết nhé. Thì cái này mình phải thao tác thủ công thôi, chứ còn thì mình không thể nào mà làm gấp làm vội được. Đấy. Thực hiện xóa hết ở trong cái phần mà lưu này đi. Đó, gửi yêu cầu. Rồi. Như này là mình đã thực hiện đăng xóa gần hết các đường link mà mình đã yêu cầu Google là không cần phải index những cái này nữa. Rồi, sau khi mà đã xóa xong ấy thì các bạn ra cái phần mà trang này và các bạn refresh nó lại nhé, refresh nó lại. Đó là khi mà mình đã xóa xong ấy thì mình cần xác minh lại cho nó, thì các bạn quay lại và bấm vào mục No Index này và bấm xác thực kết quả khắc phục. Đấy, để gửi thông báo cho Google là xem lại cho tôi, để mà khi mà Google đã xác thực thì không cần, nó sẽ không thông báo lại nữa nhá. Đó, rồi các bạn quay lại này. Đấy, thấy này. Đấy, các bạn lưu ý nhé, lúc nãy mình vừa thực hiện xóa URL và mình đã gửi cho yêu cầu cho Google là bảo xác thực cái tài cái mở thông cái sửa lỗi này cho tôi. Đấy, thì sau một thời gian khoảng độ mấy ngày thì Google sẽ thực hiện cái điều đó và sẽ gửi lại thông báo qua email cho các bạn nhé. Rồi, cái mục không tìm thấy 404 này này là những cái mục mà đường link mà nó bị lỗi 404, thì khi mà các bạn không muốn nói index ấy thì các bạn cũng thực hiện thao tác như lúc nãy của mình vừa rồi. Đấy. Cái lỗi 404 này thì nó sẽ thường xảy ra khi mà các bạn chuyển link hoặc là các bạn sẽ xóa một cái bài viết của đó của mình đi và trên website đi, thì khi mà các bạn đã index rồi ấy, mà sau các bạn xóa đi ấy, thì bị mất cái đường link đó thì nó sẽ có thông báo ở 404 như thế này. Đấy. Đó. Cả cả những cái này cũng thế, những cái đường link mà nó nước ngoài như thế này mà bên mình, website của bên mình là đang nói về Việt Nam đúng không nào, thì các bạn cứ thực hiện xóa lần lượt đi là sẽ hết nhá. Đó, đây mình thực hiện tiếp cái này để cho các thao tác cho các bạn làm quen luôn. Đó, thì mình cần xóa hết những cái đường link này đi, mình không cần nói index nữa. Gửi cho Google thấy. Đó. Mình cứ thực hiện xóa lần lượt. Xóa lần lượt gửi yêu cầu ở đây này. Đó. Các bạn cứ thực hiện xóa lần lượt nhé. Và sau sau khi mà đã xóa lần lượt rồi ấy thì các bạn đây, ở đây mình sẽ xóa thêm. Mình cũng gửi yêu cầu. Đấy. Đấy, cứ xóa lần lượt, bên này mình lại gửi yêu cầu tiếp. Cứ xóa lần lượt như thế. Cứ xóa lần lượt như thế, sau đó khi mà các bạn đã xóa hết rồi ấy, thì các bạn lại vào cái file lúc nãy mà mình hướng dẫn đấy, để mình có thể gửi lại cái thông báo lại cho Google. Thì ở trong video thì mình sẽ nó sẽ nếu mà mình sẽ đợi hết thì nó sẽ rất dài đúng không nào, thì mình sẽ hướng dẫn và nói qua để các bạn có thể biết được khi mà các bạn muốn cần xóa cái đường link hay là cần re-index lại cái đường link đó. Đấy. Đợi này thì cũng rất là lâu đúng không nào, nếu mà mình quay hết video này thì cũng sẽ rất là lâu, nhưng mà mình thao tác như thế là các bạn cũng có thể hiểu được rồi đúng không. Đó,
Thì mình quay lại mục trang nhé. Đó. Đợi một chút. Chậm nhỉ. Reload hơi lâu, các bạn chịu khó đợi một chút nhé. Thì khi mà mình xóa như vậy ấy, thì mình cái đường truyền của mình càng tốt ấy, thì mình sẽ gửi tới thông báo cho Google nó càng nhanh và giúp các bạn thao tác sẽ nhanh hơn, đỡ mất thời gian hơn. Đấy. Tức là các bạn phải kiểm tra từng link, nếu mà có cái link nào đấy mình đã quay lại này, thì sau khi mà lúc nãy các bạn đã xóa các đường link rồi ấy, thì các bạn lại bấm vào mục mà 404 này để mà các bạn bấm rồi bấm xác thực kết quả khắc phục nhé. Đó thì ở trong video lần này mình không thể đợi hết khi mà mình xóa được nó rất là nhiều đúng không nào, mình sẽ nói qua các phần khác để các bạn dễ hình dung nắm được hơn. Đó thì tiếp đến thì cũng các bạn cũng gửi như thế thôi, là sẽ xác thực được, nó sẽ hiển thị lên mục đã bắt đầu như này này, thì đợi một vài hôm nó sẽ Google nó sẽ xác thực lại cho mình. Trang trang thay thế có thể chính tắc thích hợp này đấy, ví dụ hoặc là trang có chuyển hướng này này, có lệnh chuyển hướng mình thử kiểm tra và xem nhé. Đây cũng là những cái link mà cần xóa, đây cũng là những cái link mà cần xóa đấy, để mình thử kiểm tra cái đường link này, mình nghi ngờ nó sẽ có thể nó sẽ chạy vẫn chạy được nên mình sẽ nghi ngờ, thì các bạn sẽ nếu mà nó link này vẫn đang chạy bình thường đúng là mà nó bị lỗi chuyển hướng, thì các bạn cần reindex lại cái đường link này nhá. Mình copy cái đường link này đó, thì để reindex đường nó ấy, thì các bạn bấm vào mục kiểm tra URL hoặc là có thể là bấm lên đây luôn này, rồi các bạn copy nó dán vào ô tìm kiếm, sau đó nhấn truy xuất dữ liệu Google Index để mà mình thực hiện reindex lại cái đường link đó. Đó, chứng tỏ là URL này đã có nằm trên Google rồi, nhưng mà do mình chưa 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 Google nó chưa xác thực, nó có thể nó bị nhầm lẫn gì đó này, thì mình bấm yêu cầu lập chỉ mục lại lần nữa để mà Google lập chỉ mục và xác thực lại. Sau đó khi mà xác thực ấy thì nó sẽ không còn hiện lỗi thông báo nữa. Các bạn đợi một chút. Cái bước này là mình để mà xác thực, tức là mình reindex lại cái URL của mình, sau đó gửi xác thực cho Google, mục đích là để mà Google nó xác thực lại là cái URL này đã được index và sẽ không thông báo lại cái lỗi cho mình nữa nhé. Các bạn lưu ý cái phần đấy. Này nó có quá trình, nó có thể mất đến vài phút tùy vào cái mức độ mạng đường truyền mạng mình nó như thế nào, thì các bạn nếu mà khi mà các bạn sử dụng ấy, các bạn nên lưu ý là sử dụng cái đường mạng cái chỗ nhà hay công ty nó mạnh mạnh một chút nhé, để mình có thể là xác thực nó nhanh hơn. Đó. Hôm nay là đã hạn ngạch của mình ấy, hôm nay mình đã xác thực cho cái web của mình nó cũng rất là nhiều rồi, nên là hôm nay nó cũng vượt quá hạn ngạch, thì trong một ngày ấy, thì nó khoảng độ được mười mấy xác thực reindex lại link là được mười mấy hoặc là 20 link thôi, nên là các bạn cũng lưu ý, thì mình nếu mà dài quá thì nhiều quá thì mình có thể chuyển sang ngày hôm sau để mình xác thực nhá. Ok, thì cứ như vậy mà các bạn thực hiện từng bước, rồi các bạn bấm xác thực ở cái mục xác thực kết quả này này, thì sau một vài ngày thì nó sẽ kết quả nó trả về là sẽ được và sẽ không bị lỗi nữa. Đó. Các bạn đã nắm rõ chưa nhỉ? Vì thời lượng video có hạn nên
Mình sẽ không không thể hướng dẫn các bạn này hết trong cái video này được. Thì các bạn như các thao tác như vậy thì để các bạn hiểu rõ hơn, để các bạn hiểu hơn và có thể thực hiện. Và nếu mà có khó khăn gì thì hãy comment ở dưới để mình có thể giải đáp và giúp đỡ các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và subscribe kênh để ủng hộ mình, để mình ra những cái video tiếp theo hướng dẫn các bạn về SEO web hay là chạy quảng cáo hay là marketing, digital marketing nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và subscribe kênh để ủng hộ mình. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào các bạn.